Mười lăm Bình Dương xin chào tất cả bà con cô bác quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của Mười lăm hết nha và trong video buổi tối ngày hôm nay tiếp tục Mười lăm Mết sẽ cập nhật cho tất cả bà con cô bác rất là nhiều những cái tin tức mới luôn đặc biệt cách đây vài giờ trước thì chị Lộc Vườn Cây cũng đã có một cái ta một cái bài viết rất là là hot nha. Thì bây giờ 15 mới xin phép đọc toàn bộ cái bài viết của chị là Phường Cây để xem coi là chị truyền tải cái thông điệp gì đến với tất cả bà con, cô bác, quý cô, chú, anh chị và cộng đồng mạng nha. Dù mình rất quý em thám tử cao và thích nhiều bài, nhưng mình hơi bị ghét em ấy hôm nay. Em làm chị phải đi trả lời 100 tin nhắn trong khi bận công đuôi nhé. Về yeah, cả nhà, như mọi việc chịu theo các góc nhìn. Ai cũng có quyền nhận xét, đánh giá, phân tích. Một việc đương nhiên là dù cũng là phe, cũng bao nhiêu ý kiến. Đó là việc rất bình thường. Người thủ, người công, người phòng, người bị tùm lum cá. Mình không biết TTC nói gì vì đang bận chưa nghe gì. Nhưng trong vụ này, không hiểu mọi người lo gì, tất cả các điểm đều được báo trước. Ví dụ, giấy khai sinh là liên quan tới quỹ ban nhân dân quận. Quận á, thì không quỹ được văn bản ban hành của cung cấp, nên theo mình, thành phố sẽ thụ lý. Tiến độ viên tòa thì 4 đến 5 bạn làm trong ngành tư pháp, có trong phở bò của mình, có thể trả lời nhanh hay chậm, nhanh hay chậm nhé. Mình luôn ủng hộ những người được ủy thác chị ngọc anh kha đầu họ lớn hơn chúng ta việc họ rành hơn chúng ta chẳng hiểu sao mọi người cứ đi lo thay luật sư và ni loan trong khi tối nay một em đi nhậu một em bán hàng một em tất niên còn một em đi bộ giảm cân và đây là toàn bộ cái bài viết của chị lộc vườn cây bên dưới thì chị để một cái câu như thế này. Ghét thám tử cao lắm nha. Có biết Tết đến cổ rồi không? À. Và bây giờ thì Mô Lâm xin phép đọc một số comment của khán giả để xem coi tình hình là như thế nào nha. Nói thật, từ những ngày đầu tôi cũng hay hóng xem kênh của Tvina và kênh TTC. Nhưng hôm nay nghe hai kênh này phân tích tôi rất bực bội nếu là người phân tích công tâm thì đừng nâng người này lên, hạ người kia xuống. Việc luật sư họ làm việc đều có sự cân nhắc của riêng từng người. Mình là người ngoài không âm hiểu về pháp luật thì không nên phát biểu một cách áp đặt không hay đâu. Khi nghe T. Vina và TTG phân tích như vậy chắc chắn sẽ tạo tiền đề không tốt, làm bằng đạp cho kênh kênh có cơ hội đi công kích, à, đi kích động nhiều hơn. Riêng bản thân tôi nghĩ, tòa thụ lý đơn mới của mẹ con bà Sáu là đúng, thụ lý đơn là trách nhiệm của tòa, khi công dân nộp đơn khiếu kiện thì tòa phải có trách nhiệm nhận đơn. Còn việc họ nộp đơn như thế nào thì tòa phải nghiên cứu và xem xét. Vì ở đây mẹ con bà Sáu kiện đòi hủy giấy khai sanh của Hồng Loan, tức là đã liên quan đến quỹ ban nhân dân, đại diện bộ máy chính quyền của nhà nước. Nếu như tòa không thụ lý để làm cho ra ngô, ra khoai thì bọn chống phá nhà nước ở nước ngoài nó sẽ lợi dụng sơ hở này để kích động một số người bồi xấu nhà nước, hủy hoại hành danh của nền tư pháp Việt Nam. Nền bắt buộc tòa phải thụ lý đơn của mẹ con bà Sáu. Đây mới đúng là tòa đã làm đúng quy trình. Lẽ ra là T Vina và TTC phải hiểu chứ, đằng này lại có những suy nghĩ kém thông minh khiến cho một số khán giả bình luận theo suy nghĩ nản lòng, không có tính chắc tích cực là sao. Tôi rất ghét kiểu phân tích nâng người này lên, hạ người kia xuống, như vậy là không nên. Thật sự hôm nay tôi rất ghét ha, nghe hai người này phân tích, mất cả hứng. Khi đọc được lời nói của LVC, tôi thấy LVC đồng quan điểm với mình. Tôi rất vui chúng ta hãy thượng tôn pháp luật và tin tưởng vào pháp luật và bên dưới thì có thêm bốn câu trả lời khác à bên dưới bình luận của khán giả này bạn này nói chính xác công tâm nè tôi cũng có cùng suy nghĩ giống bạn nghe một đoạn tôi ao rồi vì thấy phân tích cái kiểu không công tâm tự nhiên cái bả trù dập luật sư ngọc để năng luật sư kha lên không hiểu nổi Đúng rồi bạn. Mình đã mang tiếng nói của mình lên để phân tích trên YouTube thì phải công tâm vì rất nhiều khán giả họ xem và theo dõi. Cái gì đâu mà các ông các bà bên ấy lên phân tích kém thông minh vậy. Mình bực quá nhưng vẫn cố xem hết, xem phần cuối ra sao, càng nghe càng bực bội. Có sự đánh giá không cao đối với hai YouTuber này. Chính xác, bình luận rất hay, họ đang à đụng vào chính quyền làm bay giấy khai sinh. Đây là điểm quan trọng u tờ như chơi. Mai mốt tới sau kê, lòi ra nhiều thứ khác nữa mới ghê. chú vũ linh linh thiêng lắm, khiến à, khiến xui từ diệt mà chúng ta cảm thấy bực tức không công bằng sẽ dẫn đến cái to tác hơn và chứng minh mọi thứ sang rực rỡ như hào quang mà chú rất muốn dành cho con gái của chú. Nhà thơ Duyên An Bồi thì bình luận như thế này. Không có việc gì phải âu lo. Vụ bà bán bún rất là to. Người ta còn xử đầy thuyết phục. Một nghìn tỷ ấy, nó quá to. Chức năng tòa án để làm gì? Nhận đơn thư kiện chứ làm chi? Án phí cứ thu cho ngân sách. Tòa theo quy định chẳng lo gì phải nói nhà thơ Duyên An Bùi chỉ có gọi là xuất khẩu thành thơ thôi. Rất là đặc biệt luôn. chỉ Lý, vụ bà bán bún xử một năm rưỡi mới xong, mà vụ này lo tùm lum. Có khi nào bọn kình kền lót tay, nên vụ án đi theo chiều hướng khác không bạn? Mình quan mang, du luận không để yên, dậy sống ngay. Nói nếu tê bê hủy giấy khai xanh của Hồng Loan, thì hết tin pháp luật luôn bó tay. Muốn ủ tờ hả? Sao suy đoán tào lao vậy bà? Thụ lý mới gồng cổ nó vì tội du khống cơ quan pháp luật được chứ trời. Chuẩn. Làm sao hủy được bạn? Nếu hủy thì ai cũng hủy được. Tài sản chú Vũ Linh chỉ bằng một phần mờ. của bà bán bún bò. À, bà bán bún. Tòa nhận đơn thì bên kia đóng án phí. Nhiều khi khiến cho bên kia đi thưa đi kiện hết tiền, rồi sau này sống không bằng chết, có luật nhân quả. Không nhận đơn thì làm sao mà xử nó tòa vu khống cho cơ quan chức năng được. Mỗi lần có việc thì TTG và tin đều phát ngôn trên cộng đồng mạng theo hướng tiêu cực và ấm chỉ luật sư TN làm không hiệu quả, không trách nhiệm và hình như đang quá đề cao luật sư mà họ quen biết mỗi luật sư một lĩnh vực họ có cách riêng của họ hhb bị cấm à, xc chỉ có nghe nói qua tvn và ttc có chi nhánh à, à, thống nào lên đâu mà chỉ mà nghĩ tòa thụ lý là đúng vì người phải kiện cc chứng cứ TTC và TVN làm rối lên. Hôm nay là 30 Tết mà chị lọc vườn cây. Vì vậy tất cả chúng ta tranh thủ đi sắm Tết để tối nay còn kịp đón giao thừa. Vì vậy luôn trong tâm thế hoan hỷ để chào mừng năm mới nhà mọi người. Sáng giờ không biết bao nhiêu người bắt đầu có triệu chứng đau tim. Có người bị bệnh đau tim tái phát, vì ngơ ngác và lo sợ trong đó có mình cảm giác bất an nhưng khi đọc tin của chị lvc viết an tâm phần nào tôi thấy nếu hiệu luật là dễ lắm ai kiện cũng nhận vì không nhận thì hãng anh... à, quan sao sau khi nhận thì họ dt thật giả lòi ra nhưng của hal thật thì lo gì còn giả thì oi các cấp chính quyền bị lôi ra đông lắm còn luật sư Ngọc, cả cái văn phòng họ cần giữ cái uy tín chúng ta nữa là danh tiếng. Họ quan trọng khi vụ này thắng. À, cả trong nước, ngoài nước đều biết đến rất là đông. Sáng nghe ông nói lo lắng, nghe thêm thằng Giang đẹp, mỏ cá trê, cái buồn. Giờ nghĩ ra tòa thủ lý đơn bả quỷ khai sanh của Hồng Loan, đợi ngày xử tòa hỏi bà sáu bà quyền gì quỷ bỏ giấy khai xanh khi nhà nước cấp cho một công dân giấy tờ để đi khai vào những kỳ học à cho đến trưởng thành mọi việc về giấy tờ liên quan để hợp pháp em thừa hưởng chỉ có xem tin lvc là mơ mang trí óc nhất bà ấy lấy quyền gì mà đi kiện đồ quỷ giấy khai xanh của hồng loan một cá nhân mà đi kiện cơ quan nhà nước nghe mà buồn cười thiệt chứ bà này bà không hiểu biết gì về pháp luật coi chừng vi phạm vào tội bà bà một đó thì trong buổi tối ngày hôm nay thì mình làm hết cũng đã cập nhật cho tất cả bà con cô bác những cái tin rất là mới liên quan đến drama của Hồng Loan à, thì chị Lộc Vân Cây cũng là một trong những người à, mà rất là nhiều khán giả quan tâm những cái tin tức rất là mới từ chị nha. Cũng rất là hay luôn. Rồi đến đây thì Mà làm hết Bình Dương xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả bà con, cô bác, quý cô, chú, anh chị rất là nhiều. Bà con xem video nhớ like, đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất từ Mà làm hết Bình Dương nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.